xin chào ông bà cô chú anh chị em và các bạn thân yêu. Mình với cô Hằng mới vừa đi qua nhà của dì Bình. Đây là dì Bình. Giờ mình đi vô nhà dì Bình chút ha. Đi vô nhà dì Bình. Cô Hằng. Đi, dạ. Đi thăm nhà của mình. Dạ. Vô Út Lon. Út Lon cái đường này đi đâu Út Lon? Đây là nhà của dì Bình. Thì vô vô hả? Vô tiền. Đi đi chị. Vô tiền. Trời ơi, vậy thì sao đi ra ngay sao? Đi nhà nào? Ủa sao nhà nghe nghẽo hả? Sao? Nhà nó muốn sạp. Nó muốn sập rồi. Muốn sập rồi, trời mưa rồi sao dám mở trời cái cột ta. Không có đợi nó cất vậy đó. Dạ hả? Hả? Cái kiểu hả? Trời ơi, thằng ta em trai luôn nó cất vậy đó. Ủa cất kỳ vậy? Con trái nào nữa không? Con trái hả? Mình xích vô đi đặng cho ngồi cây. Nó đi tao. Chị ngồi đây đi, chị ngồi đây nè, chị ngồi xích vô đây. Ừ. Vô. Nó đi hết trơn. À, Khánh ngồi đi con. Con ngồi đây. Con ngồi đây. Cô Hằng ngồi đó đi, cô Hằng ngồi đây. Cô Hằng ngồi đó đi, cô Hằng ngồi đây nè, cô Hằng ngồi đây. Rồi. Cô Hằng ngồi vậy nè, đó. Tôi lột nón rồi xuống đó hả? Con ngồi đây. Rồi con hỏi thăm dì Bình. Dì Bình mới vừa ăn cơm hay gì vậy? Con mượn tô dì Bình nha. Ăn gì thấy thịt rau không ông nội? Con thấy hai cái mũ. Ủa hai người ăn hay gì dì Bình? Con nhỏ con gái à. Nhỏ con gái nãy có chồng ở đâu mới về đó. Ừ. Mới hỏi thăm đó, nó không tính ly hôn gì nữa cơ. Chồng nhậu vô được cũng quánh đuổi gì đập gì đó. Phải không? Mới nói rồi, mới hỏi thăm nó mới nói. Ở 7 năm rồi mà dì Bình không có đồng bạc. Đây tôi nuôi. Trời ơi, bởi khổ chứ nhà cửa. Dì Bình năm nay dì Bình được nhiêu tuổi rồi? 64 rồi. 64 rồi. Lớn hơn cô 5. Trời đất, con bự dữ vậy hả? Lớn chứ bự gì mày. Lớn tuổi dữ vậy hả? Chỉ 64 tuổi rồi hả ta? Ở đây hồi... Phải không? Không, hồi con này còn ngồi nhỏ xíu vừa. Trời đất, con 64 tuổi. Ở đây là quê ruột của cô Hằng. Cô Hằng nhà nãy rảnh đó. Cơm chứ gì mà. Nhưng mà ở trả nhưng mà hồi xưa cũng đi qua lại đường này nè, thằng ba chị hỏi biết. Hỏi chị không biết rồi, chị Bình mừng mà nhỏ xíu à. Vậy là chị nhỏ hơn chị Đặt. Nhỏ hơn à. Ừ. Nay tôi kể cho chị lớn hơn sao la bầu sáu gì vậy? Tôi nay 64 rồi. Ừ, thì nhỏ hơn cỡ tuổi lớn mình hơn tuổi 2 tuổi chứ đâu bự dữ rồi. Ê, bả tuổi với anh Bảy này á, tuổi gà. Tuổi gà mà. Gà còn chị Đặt tuổi dê. Gà nhỏ hơn dê. Đúng rồi. Trời, cũng lớn dữ ta. Ôi đất ơi, nhà này. Ôi đúng mày, hồi mình đi học ngang đây là chỉ có bự rồi. Không sập. Chưa mà con mà đâu sập. Ôi đất ơi, nó sập mấy gió thấy dễ gì. Đây. Thôi đất ơi, nhà mới cất rồi vậy. Trời đất ơi. Cất này bao lâu rồi? Nhà mới cất gì Bình? Cất này mới có hơn năm chứ vậy. Ôi đất ơi, năm sau cũ mềm mà. Ừ. Trời dạ, năm gì mà lá gì rách trơn bà nội. Siêu quẹo vậy không nắm gị lâu nó tả lợi mà để nó quên thôi chứ đâu tất đâu nó tất vậy đó. Bả nói tại tất kiểu. Ông nó muốn tất vậy á. Ông nó muốn tất vậy á chứ người ông nó muốn ông tất là ngon lắm. Vậy chị em nói nghe nè. Đất này đất của chị hay là đất của ai? Hai chị ở đâu? Tôi. Ở đó ông ngoại lưu tư cho hồi chưa giúp phóng lận kìa. Vậy sao nghe nói của người ta? Không dám đâu. Năm tôi đi Đồng Nai ở nhà lấy đó trồng dưới đất nó đất tôi chạy dạ vô tôi bộ vui đông cả. Bây giờ này ai sẽ xử lý ở sao này người nó lấy đó nó lấy cho mình đó ai lấy út đẹp ủa vậy hả vậy là ở sao này là út đẹp hả của tôi chứ cô nhưng mà giờ út đẹp này vậy chỉ ở xuống chỉ nền nhà này thôi thì mấy ở đây của chị luôn vô tới mà vui đông chín năm thước mà giờ còn nhiều đây chín năm thước là gần công hả gì hồi đất hồi xưa đất là ngàn thước vậy là xung quanh đây là dì Bình được gần một công đất quá trời mày tao lộn cái áo ra cái cây bán hết miếng rồi mình đó đó cũng anh nằm bán bảy công đất năm công đất cũng bán hết trời mà ai bán dì Bình người anh thứ năm đi ra ngoài cũng nghèo bán là hồi xưa cha mẹ chia ra phải không không đâu đất ruộng cũng bán rồi đất này cũng bán đất bán cái nhà đó giờ cái nhà này đất này đơn ốc đẹp mình thấy giàu
Nó giờ không đút lót hết trơn. Bởi vì đi dẫn đi Đồng Nai, dẫn hai đứa này hầu nó có bé tí à. Đi Đồng Nai lập nghiệp rồi mà ngoại cũng mấy năm. Hai đứa con mà không có cha. Dì Bình đó hả? Cũng hồi xưa của Bình hiền quá hiểu không? Rồi cái bị ta dụ. Dạ. Thì biết rồi nhưng mà tao không nhìn thì tao dụ mẹ đi. Thì bỏ. Em cũng biết hả? Mà em đâu dám nói. Thì bỏ. Ừ. Dạ. Thấy không? Thương Minh Quýnh bỏ mình chết. Dạ. Yeah. Nằm nhà thương Minh Thang à. Đó coi, ai Quýnh? Minh, Quýnh yeah. Thương. Hai thằng Quýnh luôn. Ừ. Bây giờ ai ở dưới? Thì như vợ bà, tính này về dành miếng đất mà hồi đó bà Giang bà nói hồi đó bà bán đất có chồng đâu ngoài Bình Dương á. Bán đất về nuôi hai đứa con. Thôi kệ bỏ đi, giờ em nói chị nghe nè. Giờ hỏi cái đi rồi qua vấn đề của chị. Giờ có ở dưới đó có ai nhìn thằng Bạc không? Tới giờ không có ai nhìn luôn phải không? Ừ. Con gì Bình nay được nhiêu tuổi này có hắn rồi. Bạc không? Hay nhiêu chị? Hai ba mấy. Ừ. Dạ nó cũng nghèo rồi đi mà ăn xứ này xứ kia vậy đó, như nhà cũng chính rảnh vậy là mình thấy nó khá là không để bà vậy. Rồi đứa con gái đó. Móc keo ẩm bỏ nó gốc keo á, anh nó có bữa kiến trắng người hai đó. Cái keo làm gì vậy con? Cái mè hai. Cái mè hư mà bữa mình ăn bên Campuchia. Mè nước kêu bằng mè nước bên tại bên Campuchia phải mè. Ừ, cái trái nó cái cây nó có gai gai á. Dạ đúng rồi, nó có mắt mắt giống như trái mè mà nó màu đỏ. Ừ, đó đó. Đó đó. Hồi mình đây nhiều trái nó. Ở đây chưa bằng mè đất không? Thì cô Bình mới đi hái cái trái đó đó rồi ẩm ra đâu ai giữ thì bỏ nằm giấu khỏi của Bình, của thằng biết. Ở chưa có chồng tôi gọi ở đây nè. Rồi đi hái rau. Cái rau này rau kia cái sáng đem lên chợ bán. Ừ. Mua gạo rồi nuôi con vậy tới lớn luôn vậy đó. Ừ. Không ai nhìn ăn hay đứa khổ vậy. Thì tới giờ cũng vậy thì có chồng gã rồi giờ về báo bà. Tại các cái nhà siêu queo vậy chứ không phải nhà siêu à. Không, đã chỉ nói tới cái kiểu. Trời ơi, nó cất vậy đó. Thấy bỏ không chết rồi mấy cái nhà tôi sợ nó sạm. Cất nhà tao nó ngon hết kìa, còn đời thôi. Nó chửi mày ơi. Tôi không thấy cái nhà chị tôi sợ thấy mẹ trời ơi chạy rồi sập thấy không mẹ có, không không có sợ vậy vậy con thấy nó mục hết sơn luôn à đó nó cái nước cứ trơn rồi hết sơn nữa thì nó muốn sập thì còn gì nữa mà không chịu mà cãi mà giá tùm lum á trời ấy đi nó quay đi người ta gửi tiền về ta cho cái nhà vậy mà cứ cãi cứ nó không sập ở nhà được bà nội cũng đóng mưa tạt đó mưa mà không tạt vô gì tôi không chịu đâu á gửi tiền về nó ra nó cãi. Ừ. Tôi chơi nó là nó e ăn có gì nó không phải cũng như đất này hồi xưa là nghe nói là của gia đình của cô này. Dạ. Rồi cô này mới bỏ đi bằng ăn. Dạ. Rồi sao rồi người khác người ta về đây mắc, tại cái cây đen mà mắc dính vô trong dạy về điện cái gì đó ta mới về đây nè ta đi cô hàng về nhưng cô hàng chạy qua chạy lại đi thôi chứ cũng không ít tiếp xúc với chị nữa nhưng gặp thì hỏi cái vậy thôi chứ không có ngồi nói chuyện vậy hỏi chị Bình thôi chứ gặp rồi chị Bình thì hỏi chị nói ờ mày về hồi nào vậy cái rồi thôi đi chứ đâu có biết cái căn vô nó ở gần tình chị ba đi chứ đâu. Ừ. Thì đó chị ba tôi có chậu con thuốc con cậu chập nên nó lên đâm chỗ mà mới gặp nó nên nó ma đang lòng mới gặp nó rồi giờ gì bệnh sống bằng ngày vậy lụm cái bàn vậy nó chứ làm cái gì cái bàn đang bán lụm cái bàn bán để đập lấy cái hộp bán cho người ta đó. Ông nguyên quán nguyên cái vậy đó. Hả? Bây giờ hết thì hết rau rồi hả? Hết. Rau đâu nữa hả? Giờ tao trồng cỏ hết rồi. Còn chứ tại tháng khô. Mưa rồi xuống đi. Hết rồi. Qua vậy là đi mấy cây số lận vậy đi mấy cây số lên đây tao thấu một cái chạy qua là ngay chỗ nãy con đợi cô á về đi vô rồi khi đi lên mỏ cài nữa chỗ nào có bàn là đạp đi xe đạp là đi khoảng mấy cây số cô hả trời xa cả chục mười mấy cây à để chở xe đạp mười mấy cây số vậy đây lên mỏ cài mình là mình rồi thấy cây bàn nó đập mấy lậu rồi nó có tái nó rụng xuống nó chín nó rụng xuống rồi lụm
Chị mà được nhiên tiền một ký gì bình? Bao có 30 ngàn bao bán con. Một bao vậy là 30 ngàn. Vậy chứ một ngày về chị bình kiếm được mấy bao? Ngày chắc 4. Mà thì bà vì sao chị trở về hay bao không bao sao chị trở về? Để lên xe đạp đẩy về. Để tướng bao. Hết mùa vàng này làm gì? Lập thuốc vậy chứ đâu hết. Ủa chú phải nó có nấy có mùa hả? Không. Mình làm thuốc tháng. Mùa nào cũng có. Ngày nào có đi lụm thì có tiền, ngày nào không lụm không có tiền. Thôi tôi lấy 100 tự số tôi bán mẹ cho con. Ông nội. Đụng rồi ông có ăn cướp. Chắc không biết. Chắc không nội. Biết. Không biết bán. Người ta giật. Ta biết tiền. Không rành luôn. Người ta giật hoài cái gì. Là con kiểu còn bị giật rồi mà Út còn bị họ giật. Biết tôi không? Thấy mày quen hả? Con dòm dòm nhà của chứ ai? Bởi vì tôi thấy sao mà quen. Họ biết không? Sao không? Nhớ mình sao nha. Ủa gì bà đi 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 muốn ra làm sao rồi gì bà phải quánh cái vòng vậy là bà phải ra. Chứ ngày này đi không được, ở trong nhà mà. Mà đây cái cột nó nghiêng qua không có đi được. Nó có nhà. Có thằng răng luôn. Trời ơi, lâu gặp quá trời luôn nay biết đâu rồi hả? Vẫn như còn cảnh như chị này, ổn lại giống trong. Trong của cái bếp gì có nhà kìa. Chị nấu ở ngoài này nè. Có một cái bếp vậy thôi rồi trời mưa sao nấu ta? Cây cột mà đèn lại cây là đứng đây mới thấy thầy cây cột nó nghiêng nha mà nó một rượu hết trơn nè đồ kiểu nó một cái tên này nè coi này bản này không đây nè ơi con nó hơi ngói nó ăn một nát đây thì không có cái cửa ôi sập nhà đòn á. Ở đây không có cái cửa này, cái cửa sau rồi dì Bình không có. Mà dì Bình ấy là di động, cửa di động. Đó, giờ khiêng qua khiêng lại. Đây là nhà sau của dì Bình. Đây là hai con ngủ rồi là một cái giường ăn trước chỗ nãy mình ngồi thôi. Chỉ có hai phòng, một cái phòng khách thì để cái giường ngủ, phòng khách vừa phòng khách mà vừa phòng ngủ luôn, còn cái nhà sau á thì là cái chỗ để một cái giường nhưng mà để đồ tùm lum la được hai ổ gà luôn. Hai ổ gà rồi cái nhà bếp á thì không có nhà bếp, nhà bếp là nằm ở ngoài sân. Bữa nay là cô bà ra muốn xào tỏi. Vô lục. Rồi cơm. Đây là cá biển kho. Cá biển kho. Rồi hồi nãy cô Bình nói là nhà cô Bình xuống cái bụi chuối này là đây đó hả? Không. Lên kia nhìn con này là phải của cô Bình đó không? Ừ. Cần nó cho tí má nó đó. Lấy của đâu này đó. Giờ cô Bình khỏi tổng nó già. Vậy hả? Đúc lốt hết trơn. Vậy rồi tám bị nó nhận hết trơn. Tôi nói giờ có chém thì mấy ông mà xã có chém thì em tụi giúp khách ở đây đi. Vậy hả? Năm gậy đeo cô biết không? Năm gậy đeo là năm 78 hả? Ừ. Con nghe mẹ nói phải năm đó không? Ừ. Hả? Năm rồi đó đi Đồng Nai đó rồi ở nhà dẫn. Hai đứa này là dạ. Có chút xíu à. Dạ là hai người con của dì Bình. Ừ. Là năm 78 dẫn hai người con. Phải năm 78 là năm gì đeo không cô Hằng? Ừ. Hả? Đi chút xíu. Lúc đó mẹ mình chưa đẻ mình cho nên là mình không biết. Đắp đây nè. Đứng tắm ngoài sân luôn. Trời ơi, lên tắm vẫn quần áo chứ. Rồi tao là kiếm gì tới đây nè. Không có nhà tắm luôn. Đứng lá ai cái chị dừng ngang vậy nè, cái chị trong đó chị tắm cũng ai thấy nữa. Nhà kế bên này.
cô tu đó. Ủa nó nhớ tôi ta? Nhớ chứ, cô Bình vậy là vậy, vậy là dì Bình bán đất cho người kế bên hay là anh ông của Bình, người anh Thư Đồng bán hết trơn. À, vậy là cái năm đó dì Bình đi rồi ở nhà anh em thì bán phải không? Còn thằng thứ bảy đó. Dạ. Trời ơi chửi xấu lại chắc bên rồi chửi dì Bình đó hả? Chửi tù đỉ không? Dạ hả? Còn hai con vợ nó vô quýnh gì nữa. Dạ hả? Quýnh đầu. Quýnh gì luôn hả? Ừ. Em ruột á. Không phải nói gì. Nuôi gà như bắt ăn hết trơn. Dì Bình cho con hỏi dì Bình này, dì Bình có biết chữ không? Không. Dì Bình cũng không biết chữ luôn. Hồi nào giờ có học đâu mà biết. Dạ. Mất đi với em mừng chết. Dạ. Đi mừng thành phố rồi cái năm 18 tuổi về ổng chết thì ở nhà luôn. Dạ. Đi thì coi. Giờ ổng rồi giờ dì Bình cái nhà của dì Bình ở đây nè. Rồi dì Bình cất nhà này, dì Bình nói dì Bình cất một năm hả? Ừ, mới có năm nay à. Một năm mà sao nó cũ dữ vậy? Ừ, nhà lá mà. Nhưng mà con thấy ba cái cây này là xài đi xài lại hay gì? Không có. Cái cây này đâu phải cây mới, một năm mà nó đâu có cũ dữ gì có hả? Năm mà nhiều khi chỉ xài cây cũ đó, cái cây này mục nè, cái cây nằm dưới này nè. Hả? Bị mối ăn. Mối ăn rồi đó, cây đó là tiêu rồi đó. Cây cũ không à, người ta cho. Má bán không có chịu. Cô Hào nói đó là tại vì Bình với khờ, với hiền với lắm, với khờ vậy không có biết. Rồi cái cây cột nhà thì nó bị quẹo như vậy thì dì Bình nói là tại cất kiểu. Không, nó một giờ nó cất vậy đó. Tại chị không biết nó tại nó quẹo từ từ á, vậy không hay. Cũng như cái nhà này nè, là cây cũ dòng chớp người ta cho rồi bà bên rồi có chốt rồi cái giếng vậy đó. Mới cắt rồi bà nói cây này hồi đó Úc Đậm cho đó. Chị ở thằng gì? Hả? Chị ở thằng mày thằng không? Dạ. Phải hả? Ủa chị nào nó là quen dữ mà sao không nhớ ta? Tao nãy không? Nó không biết quen mà. Đó mình trên cái có quen không? Quen. Mày con ai mày nói đi. Tao nói tao con ai? Giống bà Sáu ngày già giống bà quá trời. Thôi tao đi vậy. Chị em mở dạ. Hả? Quen tự nhiên chứ. Mà mày tên gì? Em tên Hằng. Anh Hằng sao tao hỏi mày, mày nói mày không phải. Em nói phải mà. Để tao nghe nó không phải. Trời ơi chị Hằng. Chị Hằng con của Sáu Định á. Của đàn tao thành phố á. Nhớ chưa, của đàn tao gần con gì chị mày á. Rồi, nhớ rồi. Nhớ chưa. Rồi, tao đâu biết, mới hỏi thăm chị nhà của ai rồi chị nói. Chị nói con của cậu ba. Chị về nào hả? Chị về, chị ở trên An Định nè. Chị cất nhà đến rồi, về nay 4 năm rồi. Ủa, về đây luôn hả? Ừ, về luôn rồi, hư rồi. Không, thì con chỉ đi nước ngoài hết trơn, nhỏ Út tao cũng đi rồi. Giờ bữa nay ông bà giờ về đây cứ sổ của tao làm sao đâu. Gần đây luôn hả chị? Ở bằng ấp 1 mình Đức á. Ở đây kêu bằng gì vậy? Ở đây Tân Trung. Ở đây kêu bằng Tân Trung. Chợ Tân Trung ha. Ừ. Hả? Vì biết gì bệnh đây chắc cũng ở xóm cũng biết hết ha. Vì bệnh cũng thấy gần như vậy hiền quá. Vậy có nhờ được cho Vĩ không vậy? Vậy hả? Có nhờ được đứa nào? Bà vậy bà đi lấy rau của bác, bà 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 sống gì qua ngày. Dạ. Rồi mà giờ đất này là phải của bà không? Đất này hồi đó ở đậu người ta. Người ta cho mà. Người ta cho hồi đó của ông kêu cho ông Tám ở là ông già bà ở đó. Con hỏi lại nha. À, đất này là phải của đất nền nhà của dì Bình á. Cái nền nhà của dì Bình ở đây có phải là đất của dì Bình không dì? Dì biết không? Cái này mình cũng biết đó là sao nữa. Đất này là hồi đó của người ta cho ông già bà ở. Dạ. Ừ. Coi như là về ở luôn tới giờ. Dạ. Đó. Dạ. Rồi sổ sách. Sổ đó là không biết là có sổ đỏ không cô Bình? Không. Cái ở từ hồi nào giờ là không biết có sổ đỏ không? Nói làm sổ đỏ đây mà. Bị nó đòi tùm với đất. Vậy giờ người ta đòi lấy lợi rồi không rồi tranh chấp gì tùm lum hết trơn rồi. Như ở đó là cũng nhỏ là ở đây mà con nhỏ này còn có chút xíu nó không biết.
Hồi đó ông Tám ở đây là tôi còn nhỏ lắm. Thì tụi mình còn nhỏ còn đi học, ổng còn sợ ổng chết. Nó te với u không. Ở đây hiện giờ cũng như thời gian. Thì ở từ đó tới bây giờ chị mới đi, trong thời gian chị mới đi chị bỏ. Bỏ rồi tới giờ. Bỏ thì chú Năm ở. Ở như vậy thì cỡ ở đó, chứ các nhà lên là người ta không cho nói chung rồi, vậy đi. Hiểu rồi, hiểu đầu đuôi câu chuyện này. Tại vì hồi nãy giờ là con vô đây thì con thấy hoàn cảnh của dì Bình như thế này, nhưng mà thấy nhà của dì Bình như thế này luôn, cho nên là rồi dì Bình nói là đất thì nói gì gì con không hiểu không, cho nên là sẵn có mấy dì hàng xóm ở đây thì con hiểu được câu chuyện rồi. Thế là cái đất này đang tranh chấp thì ta không cho gì các nhà, nhưng nhà nước người ta có cho các nhà. Mà chủ đất không cho. Chủ là cái người khác dành đó. Không phải. Đất là đất của chị. Mà cũng như chị đẻo bỏ chị đi về người ta lấy. Chị đã thở từ nào cũng không có chỗ đỏ. Đó. Đúng không? Hồi đó chị vì sao làm chỗ đỏ được, cái kiểu cũng như chị không biết chữ. Mình không biết chữ mình đi lông bông thì cũng như chỉ đi lông bông thì chỉ nghe mình phải như mình khôn á thì mình thôi chứ để người ta nghe người ta chửi chết rồi. Dám chửi mới sợ. Còn đất coi thì không chửi chị chứ chửi mấy thằng tôi mấy thằng tàu lao. Cộng mày tàu lao chửi hai này thấy mẹ dám chửi. Trời ơi bà nói tôi đối sợ. Chửi quá trời luôn. Chửi chứ. Trời ơi. Mày mấy cái nó mới hồi nãy là cô Hằng gặp con gái của dì Bình rồi. Con gái dì Bình ở đâu? Về đây ở cái dì Bình hả? Ở đâu? Nó về nó chơi hay gì? Cái gì luôn. Dì ngủ ở đâu? Con nó ngủ đây nè, con cái gì bên ngủ hơn gì là hai mẹ con ngủ trên cái giường luôn. Bữa tối nó về đây ngủ với con. Chú lợi tiền ai chú á? Ai chú á? Vì con quả vậy ở với bà với nhà. Đâu giờ? Về cho sao? Được bà rất là chồng con. Thì cô Hằng nãy kể cho con nghe sơ sơ bả là mày biết bả làm sao rồi đó. Dạ. Dạ. Đó, vậy đó. Dạ. Tự con suy nghĩ tự con thôi. Bữa nay á thì con đi tới đây rồi thì ông bà cô chú anh chị em cũng nhìn thấy được hoàn cảnh của dì Bình ở đây. Thì nhà của dì Bình á thì nó cũng là nó gọi là nó tàn tạ lắm rồi, nhưng mà sửa hoặc là sửa chữa bất cứ cái gì thì không có được, là lý do là cái trên miếng đất này giờ đang tranh chấp. Thì cái này là chỉ có dì Bình với lại người đó thì hiểu tự hiểu với nhau. Chứ giờ thì con không sửa có thì cho tiền dì Bình chỉ mua ton mua lá, dì Bình tự dì Bình lại sửa cho mình không được đứng xuống mình sửa. Nó như vậy đó, cũng như ví dụ các mạnh thường quân mà muốn giúp cho cô Bình á thì như là cho cô Bình xuất tiền. Đó, bao nhiêu đó rồi cô Bình tự mua to anh mua lá vậy cô Bình tự sửa chứ mình không dám xuống mình đứng mình sửa. Nói như vậy tôi sửa ai sửa. Tôi lên tôi lợp đó, tèo lên trời. Nói chung là biểu nó chửi.
cũng như đất này hồi xưa là nó bán qua bán lại gì không biết, mình nói đại vậy đi. Cũng như cô Bình thì cổ như vậy, thành ra người ta cũng nhìn dòng cổ chứ không phải là gì, như cổ cũng hơi hiền hiền. Khổ lắm. Thấy cô Bình nó thì cũng lớn tuổi mà cái công việc á thì gọi là giống như là đi giống giống như đi lượm như chai vậy đó. Ờ đó cũng tạo dở vậy đó. Hả? Để sống thôi, còn ngoài ra thì không có cái thu hoạch, không có quay lại gì hết, không có đất tiền gì hết. Mà cũng lớn tuổi rồi. Rồi giống như là lượm ngày nào thì ăn ngày đó. À, cũng như là cái trí tuệ của cô Bình thì nó hơi kém hơn người ta chứ không phải được như người ta. Nó vậy đó. Đây khổ lắm, bà đi hái rau hái rác, bà đi bán tối ngày vậy đó, đi bà nắng mưa gì cũng dầm đi hái, lên chợ ngồi bán một bữa là được 5-10 ngàn, rồi không có rau nữa thì đựng cái bàn rồi bán, sống qua ngày, nhà cửa thì rách rưới, đồ đạc thì thấy cũng có gì hết, lâm tà la vậy trời ơi, cái nhà như ngoài sân, ngoài sân cũng như trong nhà. Bữa nay thì con tới ông bà cô chú anh chị cũng nhìn thấy được hoàn cảnh của dì Bình ở đây ra làm sao, thì lớn tuổi rồi, cái sự hiểu biết cũng không bằng người ta, rồi nhà cửa thì cũng biết tả luôn rồi. Cũng quay cái nhà nó, nó cũng sắp sập rồi. Rồi quê lại thì cũng không có gì hết. Thì bữa nay thì con tới con gửi cho dì Bình một món quà. Quà này là của cậu Chí Nguyễn ở Michigan ở Mỹ gửi cho dì Bình số tiền là 1 triệu để dì Bình mua đồ ăn ăn ha. Đây nè dì Bình, đây là 1 triệu nha. Dì Bình nhận đi. Cảm ơn, cảm ơn chú ở trong đây nè, chú Chí Nguyễn. Chú Chí Nguyễn, chị nói là tôi cảm ơn chú Chí Nguyễn, chúc cho chú được chú Nguyễn sức khỏe dồi dào. Nói không biết nói không nói gì vậy. Thờ lắm, chỉ thờ lắm, chứ không biết. Con hỏi dì Bình này nè nha. Con thấy cái bếp dì Bình nằm ngoài sân, rồi tại mưa sao dì Bình nấu cơm? Con nấu vậy là mời mốt chè. Mời mốt chè rồi tại đang mưa rồi chiều mình chưa nấu cơm, rồi sao ăn? Không có, mời mốt mua cho anh chè là. Có 1 triệu mà đi mua được rồi. Đâu có. Vậy chứ làm gì, 1 triệu làm gì? Mời mốt tôi còn lãnh tiền nữa, nhưng mà vậy thôi. Tiền gì? Tiền bệnh. Bệnh gì? Bệnh hả? Chất độc mà chưa cam rồi đó đó. Của ai? Nhà nước tôi. Ủa là gì? Của nhà nước. Nhà nước phát cho bà. Nhà nước phát cho bà. Bởi vì bệnh tháng tháng được 500 mấy 500 mấy 500 tư. Trời ơi hả? Chắc được bao giá cam hả? Tháng 500 tư. 2 tháng 1 triệu. 1 triệu là 1 triệu 8. Giờ nó có tiền mua cho chị cái bếp ga, chị chịu không? Không. Muốn nấu bếp ga. Không biết nấu hả? Không. Con nấu củi quen rồi. Cái củi ở đâu, mình không có đất, mình không có cây củi sao là thiếu vậy? Đi lụm ngoài nhỏ cháu còn nam còn xin thiếu gì, đi lụm trong vòng vậy nè, nó kinh bệnh chở gì lá dừa cũng xin nó. Cháu mình nấu củi à chứ không nấu bằng bếp ga. Con đun biểu mua bếp ga tôi nói thâu chết. Bếp ga tôi thâu nấu củi vậy. Chị Bình có thích cái gì không? Vậy. Không có thích gì không mua cho thiệt. Dạ không thích. Ừ. Gì hả? Gì? Có tiền hả? Có nồi cơm điện đâu chưa? Có đó, nồi cơm điện có rồi luôn phải không? Nước cho. Nước cho hả? À, chị Bình ấy, trong trong ấy chị Bình có thiếu cái gì, cần cái gì nói đi, rồi mốt có rồi, mấy đứa cháu này nó mua nó cho. Thôi cảm ơn. Thôi không có tiền không gì ta. Không thiếu gì ta á. Chạy. Chị thiếu tiền thôi à. Thấy không? Cái trường gặt đầu liền thấy không? Bả chỉ thiếu tiền thôi à, có thiếu nợ không? Không. Thiếu nợ ai? Ai biết thì em hỏi cái chị có thiếu nợ ai không? Chỉ nợ ai? Chỉ mượn ai cho. Ở đâu người ta không cho anh, cái nó nói thiệt mình đó, thấy không?
giờ mình đi mượn ai cho? Thôi rồi, không cho, ai sao không cho? Cho chứ. Cho, nhiều tao cho chứ ít nữa cho. Ví dụ 200, 200 ngàn đủ tao cho mượn sao cho mày? Vậy cái tiền này cô Bình làm, dì Bình làm gì? Tiền này dì Bình làm gì? Cho hả? Mua cái bạc rồi che, che lên. Với mua cái bùng nha, mua cái bùng mới đủ nha. Có bùng trong cái đống nặng á. Vậy hả? Rồi nhà nước cho. Biết không? Cái để biết sao không? Sao? Bùng biết sao? Nó vô nó lấy hết trời. Vậy hả? Đợi á. Nó lấy. Ổng ở đâu rồi? Đi ra ngoài á. Thì người ta mới cho cái nợ, các nhà ông cho cái nhà. Ngoài nào? Ở đâu? Ngoài chợ Kinh, gần chợ Kinh á. Vậy hả? Không giống người ngoài đâu. Vậy nó gây về ngoài quýnh nằm luôn. Không cho ai ngoài. Đập mấy chó. Cục nó nói mày em bà. Nhờ mày, mày ở dơ quá mới mùi tét lắm. Ở đây chết chết. Còn vợ chồng Út có giết giết chứ không đi. Bị hồi đó đất ông ngoại lên chân cho hồi chưa. Ông ổng đạn gì không à. Bà Năm ở đâu thì biết. Mà tay chân thì què quạt đi. Người xích cái đuổi. Bà này tay chân thì liền lạc mà nói chuyện. Con xin gửi lời cảm ơn tới chú Chí Nguyễn ở Mỹ. Thì con cảm ơn chú rất nhiều vì chú đã ủng hộ cho kênh Hương Vị Đồng Quê, cũng như là chú giúp đỡ chia sẻ khó khăn tới cho dì Bình ở đây. Thì dì Bình cũng cảm ơn. Rất là cảm hiền. Dì Bình không có biết nói gì hết trơn á. Dì Bình không có biết là lẻ gì hết. Dạ, 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 ok. Khi nào ấy thì liên lạc. Dạ. Thì con cũng xin cảm ơn chú và gia đình của chú. Con cũng xin chúc cho chú được ơn trên ban phước giúp đỡ, ban sức khỏe, ban sự bình an và ban thêm tài chánh trên gia đình của chú để công việc trên gia đình chú cũng được thuận lợi, để gia đình chú có nhiều cơ hội giúp đỡ cho những người khó khăn như là dì Bình ở đây nữa. Con xin cảm ơn chú rất là nhiều. Sẵn đây thì con cũng cảm ơn cô Hằng rất là nhiều. Cô Hằng cũng lặn lội đi với con, không có ngại nắng mưa gì hết á. Hả? Con hú một cái là cô Bình cô Hằng. Có cô Hằng. Con hú một cái là có cô Hằng liền. Rồi cô Hằng cũng rất là nhiệt tình. Rồi rất là tận tình luôn. Con cảm ơn cô Hằng nhiều lắm. Rồi thì cũng như là mấy anh mấy chị ở bên kia thì có tiền, còn cô Hằng đây có công, thì cũng như xúm nhau để mà giúp những người hoàn cảnh mà khó khăn ở đây. Cũng cảm ơn là mấy anh mấy chị ở bên nước ngoài đã tài trợ cho quê hương của mình ở đây.